Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và test chất âm, báo giá cho các bác tham khảo một dòng loa bát 30 hàng chính hãng của BM các bác nhé. Con này thì giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ cho các bác xài mà chất lượng các bác nhé, trong tầm tiền cho các bác chơi. Đây là hàng chính hãng của BM các bác này. Đấy. Model của con này là 12BM300H này. Đấy. Đây các bác nhé. Con này của nó thì là con này cho các bác lắp loa full này, chơi âm ly này, cục đẩy đều được hết các bác nhé. Gân vải 2 cân. Con này màng của nó màng cả mũ, là màng phủ keo bóng, màng chống nước các bác nhé. Các bác nhìn này, màng bóng nhẫy này, rất xịn luôn. Rất rẻ luôn các bác ạ. Và đây là mặt sau của nó. Mặt sau của nó đây, tem chính hãng công ty này. Con này của nó là 250W trên đến 400W này, trở kháng 8 ohm này. 12BM300H Made in China, có như hàng Trung Quốc loại 1. Con này xương của nó xương nhôm. Đây là bảng xương của nó đây. Con này từ 170, côn 76. Côn 76 có nhá, nhện vàng. Từ 170 côn 76. Đây là cọc chạm của nó. Đấy. Ở đây là em test mộc các nhá, test mộc cho các bác ở ngoài. Khi về các bác mua các bác phải lên thùng có bát chép phân tần nữa. Lên thùng nó cộng hưởng lên 12 được. Tiếng rất sáng các bác nhá, lên thùng thì rất hay luôn. Chống sâu. Thôi nhé, em xin dừng nhạc, vừa rồi em có test một đoạn nhạc ngắn thôi. Ở video phần 2 thì em sẽ dựng cái mẫu loa này lên thùng để test cho các bác nghe chất âm. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh các bác nhé. Giá một cặp em đang bán là 1.350.000 một đôi các bác nhé. 1.350.000 một đôi thôi, rất rẻ trong phần tầm tiền cho các bác chơi. Đấy, bác nào, bác thợ nào mà lấy số lượng 3 đôi, 5 đôi thì liên hệ em nhé, giá bao rẻ luôn. Bao rẻ nhất thị trường cho các bác, cứ điện cho em giá cực rẻ. Thôi nhé, em xin dừng video. Mua hàng các bác liên hệ vào hai số điện thoại 5815 và 72 các bác nhé. Các bác có thể kết bạn, nhắn tin qua Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em. Nhưng em có ship toàn quốc nhé. Thôi nhé, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé.